Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Giá Xe Máy Bụi Lóc nha. Hiện tại thì em đang có mặt ở Honda S Bình Dương chi nhánh số 6 ở đường 22 tháng 12 và lần 2 tháng Bình Dương các bạn. Ngày hôm nay thì cũng giữa tháng 12 rồi, mình sẽ cập nhật giá cho các bạn về dòng xe Winix tính đến thời điểm hiện tại nha các bạn. Thì ngày hôm nay thì cũng ngay là ngày 18 tháng 12 nha các bạn. Rồi mình sẽ báo giá luôn ha. Trước mặt các bạn đây là cái chiếc Winix phiên bản thể thao phanh thường các bạn ha, màu đỏ đen. Ngoài ra đó, thì nó có cái màu xanh đen và đen xanh và cái màu đen bóng ha. Thì đen màu đen bóng thêm bữa mình quay cho bạn xem á. Thì cái phiên bản này bên mình đang bán mức giá là 41.600.000 nha bạn ha. Phiên bản thể thao phanh thường 41.600. Rồi tiếp theo đó là phiên bản đen mờ ABS. Đây là cái phiên bản đen mờ ABS cho các bạn ha. Phiên bản đen mờ này là phiên bản 2019 ha các bạn ha. 2019 và 2020 thì nó bằng giá nhau các bạn. Thì bên mình sẽ đang bán mức giá là 44.800, có trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS nha các bạn. Còn cái phiên bản mà 2020 các bạn ha, đây chỗ màu bạc á nó sẽ là màu đen ha các bạn ha, thì như các bạn cũng đã biết rồi. Còn về cái phiên bản camo ABS thì bên mình bán bằng giá với phiên bản đen mờ luôn nha các bạn, thì là 44.800 luôn ha. Màu đỏ bạc đen hay là xanh bạc đen gì đó thì giá nó bằng nhau các bạn, phiên bản mới phiên bản cũ thì cũng bằng nhau luôn. Rồi tiếp theo là cái phiên bản đường đua. Phiên bản đường đua thì bên mình đang bán mức giá là 45.500 nha các bạn, 45.500 ha. Thì cái phiên bản này thì mình không có trưng ở đây, nằm ở trên kho nha các bạn. Rồi phiên bản thể thao ABS 46.500 đó. Thì đó là tất cả giá cả giữa tháng 12 đối với dòng xe Winix nha các bạn. Tại vì hiện tại các dòng xe Winix hiện tại ở cửa hàng thì đa số là những cái phiên bản cũ thôi. Ít có phiên bản mới, vì thế là giá nó cũng giảm chút đỉnh các bạn ha, so với cái thời điểm mà đầu tháng 12. Thì giá mình bảo cho các bạn là đã bao gồm VT rồi, chưa có phí đăng ký ra biển số nha các bạn. Còn về cái chương trình mà giảm được 5 triệu các bạn, thì sau khi có biển số rồi thì bên mình sẽ hoàn lại 5 triệu ha. Ví dụ như các bạn mua cái phiên bản màu phanh thường màu đỏ ra đi, thì giá 41.600. Các bạn ra biển nữa là 2 triệu nữa thì chạy ra là 42.600. Thì khi có cầu vẹt về thì mình sẽ hoàn lại 5 triệu cho bạn ha. Tức là các bạn chỉ mua chiếc này chỉ có 43.600 mà mình trừ đi 3 triệu. Đó, chạy ra mình mua có chiếc này có 40.600.000 thôi ha. Thì đó là cái chương trình khuyến mãi của tháng 12. Nó khác một chút xíu so với chương trình tháng 11 các bạn ha. Tháng 11 thì các bạn sẽ được trừ thẳng vào giá ngay từ thời điểm mua luôn. Nhưng mà tháng 12 này Honda nó thay đổi chương trình lại, kết cấu lại cái chương trình lại. Thì sau khi có vẹt thì chúng ta mới được hoàn lại 5 triệu các bạn ha. Đó là cái thông tin mà mình cung cấp đến cho các bạn. Còn về cái chương trình trả góp các bạn, thì hiện tại dòng xe Winix á, cái tháng 12 này không còn hỗ trợ trả góp 0% lãi suất ha. Đó, mà thay vào đó là cái chương trình trả góp lãi suất ưu đãi thấp nhất ha, bao gồm có hai gói, đó là 0,79% và cái gói thứ hai đó là cái gói 0,99% nha các bạn ha, là hai gói đó. Tuy nhiên cái gói mà 0,79% các bạn thì nó sẽ cần hồ sơ nó gồm gà hơn chút xíu ha các bạn ha, gồm gà hơn là bao gồm là giấy chứng minh nhân dân, bằng lái hoặc là hộ khẩu, bảo hiểm y tế, chứng minh thu nhập, chứng minh nơi ở ha. Đó. Còn đối với cái gói mà mình trả 0,99% á, mình chỉ cần là chứng minh nhân dân và bằng lái xe như bình thường thôi. Ngoài ra nữa thì hôm bữa giờ cũng có rất là nhiều bạn hỏi mình á là hiện tại có chương trình trả góp 0% lãi suất không, tức là trả trước 0 đồng các bạn ha. Trả trước 0 đồng á ha, mình nói nhầm ha, chương trình trả trước 0 đồng hôm bữa giờ thì nhiều bạn cũng đang hỏi mình nè. Đó thì mình sẵn đây á, mình trả lời cho bạn luôn ha. Thì hiện tại dòng xe Winix tháng 12 này có hai ngân hàng hỗ trợ cho các bạn trả góp không cần trả trước, đó là ngân hàng HD và ngân hàng FL Credit. Nhưng nghe các bạn ha, nhưng ha, thì cái thủ tục hồ sơ việc không trả trước các bạn cực kỳ khó nha các bạn ha. Thì theo mình biết là quy định của nó là mình phải duyệt hồ sơ tận nhà luôn các bạn, tức là mình đi, nó sẽ đi tới tận nhà chỗ mình thường trú mình luôn á, để nó xem nhà cửa bao nhiêu thế nào thì nó mới cho mình vay ha các bạn ha, chứ không phải đơn thuần mình ra làm chứng minh nhân dân bằng lái là được mang xe về đâu. Thì nó không giống như điện thoại các bạn, điện thoại thì còn 7-8 triệu thôi, còn xe thì giá tầm giá tới
bốn mấy 50 triệu đó các bạn ha. Vì thế là không thể, không có dễ ăn như vậy đâu các bạn ơi, không dễ ăn đâu ha, thì các bạn đừng lên lầm tưởng. Rồi thì đó là những cái chương trình thủ tục trả góp và khuyến mãi của dòng xe Willys mình cập nhật đến cho các bạn ha. Thì những bạn nào mà muốn biết giá ra biển số thì các bạn cứ comment phía bên dưới ha, hoặc là các bạn cứ nhắn tin qua Zalo cho mình, thì mình sẽ hỗ trợ cho các bạn tư vấn trả góp cũng như là tư vấn những cái thủ tục số tiền chính xác hàng tháng mình đóng qua bao nhiêu đó, mình sẽ hỗ trợ cho các bạn luôn ha các bạn. Rồi còn về cái hiện tại thì đang cũng coi đang rất là nhiều bạn đang phân vân giữa hai dòng xe thằng Willys và Exciter. Thì sẵn đây thì mình cũng chia sẻ cho các bạn luôn. Thì nếu mà nói về Willys và Exciter các bạn, thì hai dòng xe này thì con nào nó cũng có ưu điểm và nhược điểm hết. Nhưng riêng cá nhân mình á, thì theo mình thấy á, thì mua Willys thì sẽ ok hơn các bạn. Biết gì sao không? Cái thứ nhất á là nó nhìn nó ngoại hình nó nhìn nó cứng cáp hơn, nhìn nó đầm chiếc xe hơn các bạn ha. Đó, các bạn thấy nè, nhìn ngoại hình nó đầm xe hơn ha. Đó, nhìn nó cứng cáp hơn, mạnh mẽ hơn. Và thứ hai nữa, nó trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS cũng rất là tiện lợi, rất là an toàn cho chúng ta khi mà các bạn trường hợp các bạn chạy nhanh vượt ẩu mà chẳng may mình thắng gấp á, thì có thắng ABS thì cũng rất là an toàn ha các bạn. Ngoài ra thì những bạn mà mua xe Winner á là thích nhất là về cái máy, tại vì cái máy này á nó máy nó là DOHC các bạn ha. Thì giống như là những dòng xe phân khối lớn các bạn, khi mà chưa hữu máy DOHC á thì đối với những bạn mà đi xa này, đi phượt nè hay đi về quê nè, chạy xa cực kỳ sướng luôn các bạn ha. Xe chạy nó càng nóng, chạy càng bốc các bạn ha, nó không giống như là máy của thằng Exciter của thằng Yamaha các bạn. Nếu mà các bạn cầm hai chiếc xe Exciter và Winner chạy trong đoạn đường 200 cây số thì chắc chắn các bạn thằng Exciter sẽ hít khói nha các bạn ha, sẽ bò lớn luôn, tại vì nó chạy quãng đường xa thì nó không chịu nổi các bạn, nghẹt á. Cái thứ hai là cái phuộc trước của nó rất là khó chịu ha, phuộc trước rất là yếu luôn, cái chân nó cũng vậy luôn các bạn, rất là yếu. Và Exciter thì nó chỉ được về cái mẫu mã thôi, nhưng mà kiểu vậy như là nó chưa vui là kiểu sinh lý các bạn đó. Thì tùy theo sở thích của mọi người thôi. Đối với những bạn nào mà ở thành phố đi gần không đi xa nhiều mà thích ngoại hình đẹp đẽ thì các bạn hãy lựa chọn Exciter ha. Còn nếu những bạn nào mà thích đi phượt nhiều, đi la xa nhiều thì mình khuyên các bạn nên chọn thằng Winner. Nhưng mà thằng Winner một cái nó có cái nhược điểm là mình xài lâu vì sao nó bị lỗi tăng sinh cam các bạn. Nhưng mà cái lỗi này thì cũng hiện tại cũng đang fix được ha, nên không sao hết. Ngoài ra là về cái bô các bạn ha, cái bô thì những bạn nào chạy Winner thì nên các bạn nên mua cái chụp bô này, mỗi bạn lên Shopee hoặc lên Lazada có khoảng có 50.000 thôi. Các bạn mua về các bạn ốp vào ha, để ốp thôi cái người chạy phía sau các bạn mà chạy gần thì khói sẽ phịch vô mặt các bạn ha, rất là khó chịu luôn, mình đã từng bị rất là nhiều. Rồi thì đó là những cái thông tin mình cập nhật đến cho các bạn ha. Đối với những bạn nào mà đang có dự định mua dòng xe không tay, không biết mua Exciter hay là Winner thì các bạn có thể là tham khảo thêm ý kiến của mình ha các bạn. Rồi còn cái chiếc này á thì bữa giờ có quay cho bạn cũng khá là nhiều rồi, nhưng mà cũng chưa có chủ nhân sở hữu nó nữa. Thì chiếc này nếu mà tất cả các đồ chơi luôn á thì cũng tầm khoảng 50 mấy triệu các bạn ha, 54 triệu á đó. Biển số luôn, chắc biển số huyện là tầm khoảng 5-6 triệu. Còn đây là cái lô hàng mình mới vừa về ha các bạn ha, mới vừa về luôn. Thì nó có phiên bản camo màu đỏ bạc đen nè các bạn ha, đỏ bạc đen, và cái màu phiên bản màu đỏ đen, phiên bản thể thao. Hồi nãy mình mới vừa quay cho bạn xem á, thì những bạn nào mà yêu thích những màu sắc phiên bản thể thao bình thường á thì bữa giờ cũng rất là nhiều bạn hỏi mình á, thì bây giờ thì các bạn có thể lên cái Honda Giáp Bình Dương Minh mình để các bạn tham khảo xe ha các bạn. Rồi màu đỏ này thì hiện tại bữa mình có báo giá cho các bạn rồi á, thì phiên bản cũ phiên bản mới thì giá nó bằng nhau thôi nha các bạn đó. Lần này về thì nó không có về màu xanh ha, chỉ về màu đỏ thôi, và cái phiên bản màu đỏ đen phiên bản thể thao thanh thường 2021 nha các bạn. Những bạn nào có thắc mắc câu hỏi gì đó hãy comment phía bên dưới ha, hoặc là nhắn tin qua Zalo cho mình, qua fanpage cũng như là qua cái số điện thoại của mình thôi các bạn. Rồi các bạn nhớ like và đăng ký cho mình nha. Còn bây giờ thì mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn các bạn.